Chào mừng các bạn đến với lại video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, Duẩn hướng dẫn chi tiết cách làm thế nào để tạo ra các tài khoản ChatGPT. Duẩn xin phép chia sẻ cái màn hình cho anh chị xem nhé. Rồi, anh chị xem lại màn hình này. Thì đầu tiên, chúng ta vào cái giao diện ChatGPT ở đây. Bước đầu tiên, chúng ta click vào phần Explore GPT hay gọi là khám phá. Ấn vào phần Credit ở đây. Bạn không chọn Credit mà chọn Configure này. Name đặt tên cho nó để bạn không bị nhầm. Ví dụ Duẩn đang đào tạo cho K37 là video 28 ngày. Chúng ta không nên viết có dấu nhé. Không giờ tốt rồi. Phần Discord này Duẩn chọn là tên đấy luôn. Và ở đây là phần hướng dẫn nó. Thì phần hướng dẫn này Duẩn đã chuẩn bị từ trước rồi. Đây, Duẩn đã tạo ra một con tương tự như này rồi, Duẩn copy mẫu rồi. Nếu bạn nào mà xem video này mà muốn có cái mẫu này thì nhắn cho Duẩn, Duẩn gửi bạn tài liệu. Rồi, đây là con GPT của Duẩn về video. Duẩn sẽ lấy cái mẫu ở đây. Đây, đây là phần hướng dẫn nó. Duẩn sẽ copy từ cái con cũ sang con mới cho anh em xem. Rồi, ok không ạ? Đấy, dán nó ra đây. Đúng không? Đây là số 1 đấy nhá, bởi vì nó phải trùng nhau. Rồi, sau đó mình upload file này lên. Duẩn upload file 28 ngày lên đây. Chờ nó load xong, mình ấn credit, ấn server, ấn view. Rồi, bây giờ Duẩn chỉ việc gõ như sau này. À, viết cho tôi 28 tiêu đề cho 28 ngày để thu hút những khách hàng tới mua quà Tết của tôi. Đúng không? Đấy, như vậy. Thế là mình đã làm được một kịch bản 28 ngày. Thế là xong. Chấm dạy ra là xong nhá. Đấy, được chưa anh chị? Ngon không? Tôi đã chọn được quà Tết hoàn hảo chỉ với 3 bí quyết từ chuyên gia quà tặng. Bí quyết chọn quà Tết từ người nổi tiếng giúp bạn dễ dàng ghi điểm. Chuyên gia quà tặng Tết tiết lộ 5 cách chọn quà Tết cho với VIP. Toàn. Thì bây giờ chúng ta xong này là chúng muốn này, muốn gửi cho bạn bè của mình vào này. Ấn phần share này, trên cùng bên phải này có nút share. Chúng ta chọn credit link, chọn copy link. Thì lúc này mình sẽ gửi cho bạn bè của mình. Rồi ví dụ Duẩn gửi cho bạn bè của mình ở trong K37, đúng không? Đấy. Thì bạn bè của mình chỉ việc copy cái link này, dán vào máy tính. Rồi ví dụ đây là trình duyệt khác của Duẩn, đúng không anh chị? Dán ra đây. Sau khi mình dán ra, nó sẽ hỏi là gì ạ? Continue this conversion, ấn continue. Và sau đó bạn phải dùng của Duẩn luôn. Dùng luôn câu Duẩn nói, à, viết cho tôi 28 tiêu đề cho 28 ngày thu hút khách hàng đến khách sạn của tôi tại Cao Bằng, đúng không? Đấy, đây là cái chủ đề mình chỉ việc thay thôi. Nếu ai tự tạo được thì tự tạo, còn không tạo được thì dùng con của Duẩn và sau đó tạo ra, thế là xong. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video này của Duẩn. Nếu anh chị em nào xem mà không hiểu thì hãy bình luận xuống dưới video để Duẩn hướng dẫn bạn nhé. Thì đây là cái video hướng dẫn trên máy tính. Nếu chị em nào mà dùng điện thoại thì hãy xem video mà Duẩn gắn trong cái đường link của video này để biết cách dùng trên điện thoại. Xin cảm ơn.